cha với cả các em. Như vậy là trong bài ngày hôm nay mình sẽ tìm hiểu cuối cùng cái bài cuối cùng trong cái chương lá, đó là bài 25 biến dạng của lá. Như vậy ở trong phần này thì chúng ta sẽ tìm hiểu những cái loại lá biến dạng mà chúng ta hay thường gặp. Như vậy chúng ta thấy là phiến lá thì thường có dạng bản dẹt và chức năng chính của nó là chế tạo nên chất dinh dưỡng cho cây. Tuy nhiên ở một số cây thì do thực hiện những cái chức năng khác, mà để thêm thực hiện những cái chức năng khác thì lá nó sẽ có những biến đổi để thích nghi với cái việc thực hiện những chức năng đó. Và chúng ta tìm hiểu xem thử có những loại lá biến dạng nào nha. Thứ nhất đó là bây giờ chúng ta sẽ quan sát cái cây xương rồng. Sau đó chúng ta sẽ trả lời hai cái câu hỏi. Trước tiên cô cho các bạn thấy cái cây xương rồng nha. Rồi, các bạn nhìn thấy đây chính là cây xương rồng. Đây là cây xương rồng. Thân của nó màu xanh này. Đây, chúng ta thấy đây. Đây là lá của nó. Rất là cứng. Hay người ta còn gọi là gai này. Đấy, rồi. Chúng ta trả lời cái câu hỏi đầu tiên là lá của cây xương rồng có đặc điểm gì? Thì lá của cây xương rồng ở đây chúng ta thấy có đặc điểm đó là nó không có màu xanh mà nó thường có màu nâu hoặc là hơi trắng. Rồi nó rất là cứng, cứng chứ không phải mềm giống như lá bình thường, có dạng gai nhọn. Rồi vì sao đặc điểm đó giúp cho cây có thể sống ở những nơi khô hạn thiếu nước? Như vậy thì đặc điểm là cây xương rồng nó sống ở nơi khô hạn thiếu nước, cái việc hút nước của nó rất là khó, cho nên là nó phải giảm cái sự thoát hơi nước. Như vậy cái đặc điểm đó là lá biến thành gai rất là cứng chắc, làm cho nước không có thoát ra bên ngoài được, cho nên là cây nó hút được nước bao nhiêu thì đương nhiên là nó sẽ giữ lại bấy nhiêu, cho nên là đó là đặc điểm giúp cho cây sống được ở nơi khô hạn. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu về cái lá của cây đậu Hà Lan. Đây, chúng ta quan sát cho cô, đây là cây đậu Hà Lan. Đây là những cái lá bình thường của nó và đây là những cái lá biến dạng. Đấy, đây là lá biến dạng. Người ta gọi đây là lá chét. Và chúng ta cũng quan sát cho cô luôn, đây là cái cành mây. Và cái lá ngọn của cành mây nó có dạng tay móc này. Đấy, đấy có dạng tay móc. Như vậy chúng ta lại trả lời cái câu hỏi tiếp theo là một số lá chét ở cây đậu Hà Lan và lá ở ngọn cây mây có gì khác với lá bình thường? Như vậy ở đây cây đậu Hà Lan, cái lá chét của cây đậu Hà Lan thì ta thấy nó khác với lá thường, đó là nó không có cái phiến rộng nữa, phiến của nó rất là hẹp nhỏ và nó có dạng giống như là một cái tua cuốn vậy, đúng không các em? Lò xo ấy. Còn lá ở ngọn của cây mây thì nó có cái tay móc lại giống như là ở cái dạng tay móc. Thì những lá có biến đổi như vậy có chức năng gì đối với cây? Thì ở đây chúng ta thấy là đối với cái cây đậu Hà Lan và cái cây mây á, thì cái cây đậu Hà Lan là thì những cái lá ngọn này có dạng tua cuốn này, nó sẽ quấn vào cái cành hoặc là quấn vào cái giàn và giúp cho lá sẽ leo giúp cho cây sẽ leo lên lên cao và bắt đầu là từ từ ngọn để định hướng và cho cây leo leo lên. Còn lá của cây mây mà nó biến thành dạng tay móc á, những cái lá ngọn á, thì nó cũng giúp cho cái cây mây này nó bám để nó leo lên cao. Bây giờ chúng ta tìm hiểu tiếp theo đó là cái củ riềng và củ dông ta nha. Rồi ở đây cô có củ dông ta này, hay là còn gọi là hình như là củ hoàng tinh này, và một số chỗ còn gọi là củ khoai hạ này. À, chúng ta thấy đây. Đấy. Thì tìm những cái vảy nhỏ có ở trên thân rễ, hãy mô tả hình dạng và màu sắc của chúng. Thì về hình dạng thì chúng ta thấy cái củ dông ta hoặc là đối với cái củ riềng á, thì chúng ta thấy cái lá của nó thì nó có dạng vảy và màu trắng và nó ôm vào cái thân thân rễ, đúng chưa? Những cái vảy đó có chức năng gì đối với các chồi của thân rễ? Thì đương nhiên là đối với các cái chồi của thân rễ thì nó sẽ che chở và bảo vệ cho cái chồi của thân thân rễ, bởi vì chúng ta biết là thân rễ thì phần lớn là nó ở dưới dưới đất và nó sẽ có tác dụng là bảo vệ cho thân rễ khỏi những cái vướng ngại ở đất ở xung quanh. Tiếp theo là bây giờ chúng ta quan sát củ hành. Củ hành thì cô không cần phải cho các em xem hình vẽ đúng không? Chúng ta nhìn thấy rất là nhiều rồi. Thì đây chúng ta thấy là cái phần phần to thành củ là bộ phận nào của lá biến thành và nó có chức năng là gì? Thì chúng ta thấy là cái phần mà phần to thì nó là do cái bì lá, ở phía dưới của cái phiến lá nó phần to ra và nó có màu trắng, nó có tác dụng là gì đây?
nó sẽ phình to ra thì đương nhiên là nó sẽ chứa nhiều cái chất dự trữ để cung cấp cho cây, được chưa nào? Như vậy thì chúng ta tìm hiểu sơ qua một có những cái một số loại lá biến dạng, rồi bây giờ chúng ta sẽ hoàn thành cái phiếu học tập ở trong sách giáo khoa. Còn hai loại lá nữa ở đây chúng ta chưa tìm hiểu, đó là cây bèo đất và cây nắp ấm, thì chúng ta đọc thông tin ở trong sách giáo khoa và chúng ta sẽ hoàn thành vào cái bảng này. Bây giờ chúng ta tìm hiểu đầu tiên đó là cái cây xương rồng. Thì cây xương rồng thì đặc điểm hình thái của lá biến dạng đó là gì? Thì mình ghi ra cái dạng của nó, đó là lá có dạng gai, gai nhọn. Lá có dạng gai nhọn. Tiếp theo, mình sẽ tìm hiểu về cái chức năng của lá biến dạng này là gì? Đó là nó làm giảm sự thoát hơi nước. Làm giảm sự thoát hơi nước. Nhưng mà mình sẽ đặt tên cho cái lá biến dạng này đó là gì? Lá biến thành gai. Hay mình ghi là gai cũng được, mà em ghi gì? Lá biến thành gai cũng cho nó chính xác. Rồi. Bây giờ chúng ta tìm hiểu tiếp theo, đó là lá của cây đậu Hà Lan. Thì lá của cây đậu Hà Lan thì lá nó có dạng gì đây? Dạng tua cuống. Dạng tua cuống. Tiếp theo, chức năng của lá biến dạng là gì? Đó là giúp cây leo lên. Giúp cây leo lên. Như vậy mình sẽ đặt tên của nó đó là gì? Tên của lá biến dạng đó là mình sẽ đặt tên của nó là tua cuống, được chưa các em? Đó, nó có dạng giống như tua cuống của những cái cây khác. Chúng ta có thể lấy thêm một số ví dụ nữa cũng được. Tiếp theo thì lá mây thì đương nhiên là như lúc nãy cô nói á, nó có dạng giống như cái móc mà để chúng ta khiêu đào á, thì chúng ta sẽ ghi dạng của nó là dạng gì? Dạng tay móc. Như vậy đối với cái dạng tay móc này thì nó sẽ có tác dụng là gì đây? Giúp cho cây leo lên cao. Giúp cây leo lên cao. Cái người ta chưa ra đây ít quá nên cô đọc như vậy. Nếu các bạn cái phiếu học tập của chúng ta mà to thì chúng ta có thể ghi lên cụ thể hơn, giúp cây leo lên cao. Và mình sẽ đặt cái tên của nó đó là gì? Đó là tay móc, cũng do cái dạng của nó, cái đặt tên của lá biến dạng đó là tay móc. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu đó là cái củ dông ta. Củ dông ta thì đương nhiên cái đặc điểm hình thái của nó đó là gì? Đó là cái lá nó phủ ở trên thân rễ, có dạng vảy mỏng và màu nâu nhạt. Lá phủ trên thân rễ. Lá phủ trên thân rễ có dạng vảy mỏng và màu của nó đó là màu nâu nhạt. Có màu nâu nhạt, đúng chưa nào? Rồi như vậy cái chức năng của cái lá biến dạng này là gì? Thì nó nằm ở trên thân rễ cho nên như nó sẽ che chở và bảo vệ cho chồi của thân rễ. Mình sẽ ghi ở đây là che chở này, bảo vệ này, chồi thân rễ. Chồi thân rễ. Và mình sẽ đặt cái tên lá biến dạng này đó là lá gì? Đó là lá vẫy, vì nó chủ yếu là cái chúng ta sẽ dựa vào cái dạng của nó để chúng ta đặt tên cái loại lá biến dạng. Ví dụ như dạng gai nhọn thì chúng ta đặt tên nó là lá biến thành gai. Dạng tua cuống thì chúng ta đặt tên nó là tua cuống. Dạng tay móc thì chúng ta đặt tên nó là tay móc. Và dạng gì? Còn dạng vẫy mỏng thì chúng ta đặt tên nó là lá vẫy. Tiếp theo củ hành thì chúng ta gặp nhiều rồi đúng không? Củ hành này thì đương nhiên là cái phần lúc nãy người ta hỏi chúng ta phần nào của lá phình to, thì đương nhiên ở đây chính là bị lá nó phình to, vảy của nó dày và có màu trắng. Chúng ta ghi đây là bị lá phình to và đặc biệt là nó dày và có màu trắng. Và cái chức năng của nó đương nhiên là như lúc nãy cô nói, đó là chứa chất dự trữ cho cây. Chứa chất dự trữ khi mà cây nó ra hoa tạo quả. Và ở đây chúng ta đặt tên nó là gì? Đó là lá dự trữ, được chưa nào? Rồi bây giờ chúng ta tìm hiểu hai cái cây mà chỉ có trên Đà Lạt thì hoặc là ở Ninh Thuận thì mới có, đó chính là cây bèo đất và cây nắp ấm. Thì chúng ta thấy cái cây bèo đất giống như là một cái lược ấy, đúng không? Rồi, chúng ta thấy đặc điểm hình thái của nó là gì đây? Thứ nhất là trên lá của nó có rất là nhiều lông tuyến,
Và cái long tuyến này nó làm gì đây? Nó tiết chất nhầy để dính và thu hút, và đặc biệt là có thể tiêu hóa cả môi nữa. Như vậy đây mặc dù là một cây thực vật, nhưng mà thức ăn của nó không phải là các chất dinh dưỡng có ở trong đất nữa, mà thức ăn của nó ở đây chính là động vật, ví dụ như ruồi, muỗi, các loài sâu bọ. Cho nên ở đây chúng ta ghi đặc điểm hình thái của lá biến dạng là gì. Thứ nhất là trên lá có nhiều long tuyến tiết chất nhầy. Trên lá có nhiều long tuyến tiết chất nhầy. Tiết chất nhầy. Như vậy chất nhầy này thứ nhất là vừa để dính sâu bọ, và thứ hai là vừa làm gì? Bắt được con mồi rồi tiêu hóa con mồi. Như vậy chức năng của lá biến dạng đó gì? Bắt và tiêu hóa mồi. Bắt và tiêu hóa mồi. Như vậy ở đây mình đặt tên cho nó, đó là gì đấy? Lá bắt mồi, đúng chưa? Đây là một loài thực vật nhưng mà lại ăn động vật. Tương tự với dưới cây bèo đất thì cây nắm ấm cũng vậy. Nó là một cái loài thực vật mà lại ăn động vật. Và cây nắm ấm này thì cái lá của nó biến dạng như thế nào? Đó là cái phần gân chính của lá nó kéo dài ra, và nó sẽ phát triển thành một cái bình mà nó có nắp đậy. Và trong cái bình này nó có nhiều cái tuyến tiếp dịch, và nó sẽ thu hút sâu bọ. Và khi sâu bọ chui vào thì nó sẽ ụp nắp lại, và sau đó là nó sẽ tiêu hóa sâu bọ. Như vậy ở đây mình trả lời là gì đây? Thứ nhất đó là gân lá kéo dài thành cái gì? Thành cái bình. Phát triển thành cái bình. Và trong cái bình này có nhiều cái tuyến tiết chất nhầy để thu hút và tiêu hóa được sâu bọ, tiêu hóa được con mồi. Và chức năng của lá biến dạng này đó là bắt và tiêu hóa mồi. Như mình đặt tên nó là gì vậy? Lá bắt mồi, được chưa nào? Rồi. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong lá biến dạng. Thì có rất là nhiều loại lá biến dạng cũng như đặc điểm và chức năng của nó. Các bạn có thể lấy thêm ví dụ ở trong sách giáo khoa nữa cũng được nha. Chúng ta xem các cái câu hỏi ở phía sau của bài nha. Rồi. Cái câu đầu tiên đó là gì? Sự biến dạng của lá có ý nghĩa gì? Thì đương nhiên là để nó thích nghi với điều kiện môi trường nha. Lá của một số loại cây xương rồng biến thành gai có ý nghĩa gì? Đó là mục đích chính của nó là giảm sự thoát hơi nước, bởi vì cây xương rồng này nó thường sống ở những nơi khô hạn. Câu thứ hai, có những loài lá biến dạng phổ biến nào chức năng chủ yếu của một loại? Các bạn xem lại cái bảng 2 biến dạng của lá biến dạng và chúng ta trả lời nha. Hãy phát hiện thêm những cây khác ở địa phương em có lá biến dạng, nói rõ lá biến dạng đó có tác dụng gì đối với cây. Thì chúng ta tự liên hệ với bản thân địa phương của mình có thì chúng ta nêu ra, rồi chúng ta thấy chức năng của nó là gì thì chúng ta nêu ra. Còn những bạn sống ở thành phố thì đương nhiên các bạn có thể lên Google search để mà chúng ta tìm hiểu xem một số loại lá biến dạng ở các địa phương, được chưa nào? Bài học hôm nay kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các em ở những clip tiếp theo nhé. Chúc các em học tốt.